Sơn Tùng MTP bị Phạm Quỳnh Anh tiết lộ chuyện sắp kết hôn, danh tính cô dâu gây sốc hoàn toàn. Mới đây, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải bức ảnh hội ngộ Sơn Tùng MTP. Vào năm 2014, Sơn Tùng, Phạm Quỳnh Anh cùng nhau tham gia dự án phim điện ảnh Chàng trai năm ấy và nhận được sự yêu thích của khán giả. Gần một thập kỷ trôi qua, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng điều gây chú ý chính là dòng trạng thái của Phạm Quỳnh Anh khi khoe ảnh bên đàn em. Theo đó, nữ ca sĩ viết: "Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, phải thật hạnh phúc nhé", kèm biểu tượng hai ly rượu. Sơn Tùng đã diện bộ trang phục này để chụp ảnh vào cuối tháng 9 năm 2023, chứ không phải mới đây, nên việc Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng lại ảnh cũ khiến cư dân mạng càng thêm tò mò. Nhiều người đã đồng loạt để lại bình luận nghi vấn Sơn Tùng chuẩn bị kết hôn. Trước những câu hỏi liên quan đến chuyện cưới của Sơn Tùng thì Phạm Quỳnh Anh không lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ chỉ chia sẻ với một người bạn rằng đàn em là người rất sâu sắc, luôn nhắc về quá khứ và hỏi thăm hết từng nhân vật thân thiết. Giữa lúc cư dân mạng xôn xao nghi hai Sơn Tùng sắp cưới thì một bộ phận khác cho rằng có thể đây chỉ là một lời chúc đơn thuần của Phạm Quỳnh Anh mà thôi. Thời gian qua, Sơn Tùng vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm với gà cưng Hải Tú. Cụ thể, chủ tịch và nàng thơ không ít lần bị bắt gặp check-in sống ảo chung chỗ, dùng đồ đôi và cùng bước ra từ nhà riêng. Thậm chí có lúc trên mạng xã hội còn rộ tin Sơn Tùng đã trở thành bố bỉm Hải Tú ở ẩn để sinh con. Tuy nhiên, trước những vấn đề đời tư thì nam ca sĩ và Hải Tú đều giữ im lặng. Vào tháng 7 năm 2020, Sơn Tùng từng nói về dự định có một mái ấm viên mãn vào năm 2024, là thời điểm anh tròn 30 tuổi. Cách đây 3 năm, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi tự tin là Sơn Tùng nghệ sĩ sẽ đủ để từ giã sau 30 tuổi, đủ để nhận lãnh một vai trò mới, đủ để hỗ trợ các bạn trẻ với tất cả nhiệt huyết của một người từng trẻ như các bạn. Tất cả các thành viên trong công ty tôi đều biết điều đó. Nhiều người nghe tin tôi sẽ từ giã thì buồn chứ, nhưng nhiều người cũng vỗ vai khích lệ và cá nhân tôi đã nhìn thấy chữ đủ của mình như thế đó. Và sau 30 tuổi, tôi cũng sẽ dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, cho bố mẹ nhiều hơn. Tôi ước rằng sau 30 tuổi mình sẽ có một mái ấm thật sự bên người mình yêu, với những đứa con và phụng dưỡng bố mẹ. Sứ mệnh của tôi đó phải hạnh phúc, không phải là tiền bạc hay danh vọng, cũng chẳng phải thứ gì cao vời." Ở một diễn biến khác, đêm chung kết Việt Nam Idol 2023 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với màn tranh tài của 5 thí sinh: Nguyễn Hà Minh, Hà An Huy, Lâm Phúc, Phạm Xuân Định KI, Hồ Võ Thanh Thảo, Muội. Kết quả, Hà An Huy nhận được 43,7% lượng bình chọn của khán giả, trở thành quán quân Việt Nam Idol 2023, thần tượng âm nhạc thế hệ mới. Ngoài phần thi của các thí sinh, đêm chung kết Việt Nam Idol mang tới không khí sôi động khi có 3 khách mời tham gia: Tăng Duy Tân, Đông Nhi và Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP đã mang tới ca khúc Em của ngày hôm qua. Ca khúc là một trong số nhiều bản hit làm nên tên tuổi cho giọng ca quê Thái Bình. Thế nhưng trong chương trình được phát trực tiếp, Sơn Tùng MTP khiến người xem thất vọng khi có 2 lần vỡ giọng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trình diễn lâu năm, anh đã khéo léo xử lý và giữ bình tĩnh thể hiện trọn vẹn ca khúc. Ca khúc Em của ngày hôm qua được làm mới so với bản gốc, phần remix sôi động khiến khán giả trường quay không thể ngồi yên. Về phần hình, Sơn Tùng MTP tái xuất với diện mạo bảnh bao khi mặc vest, anh để tóc cột đuôi gà cá tính, khác hẳn với những hình ảnh trước đó bị chỉ trích ăn mặc khó hiểu. Sơn Tùng MTP có nhiều duyên nợ với sân khấu Việt Nam Idol. Năm 2012, Sơn Tùng MTP tham gia dự thi Việt Nam Idol với 3 giám khảo lúc bấy giờ là Quốc Trung, Mỹ Tâm và Nguyễn Quang Dũng. Dù là thủ khoa nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh thất bại ngay từ lần tham gia chương trình thực tế về âm nhạc này. Sau đó anh quay lại sân khấu Việt Nam Idol với tư cách ca sĩ khách mời vòng công bố top 8 Việt Nam Idol 2012. Anh hát ca khúc Cơn mưa ngang qua. Lần 2 anh trở lại với tư cách ca sĩ khách mời là vòng loại trực tiếp 3 Việt Nam Idol 2013. Sơn Tùng MTP thể hiện ca khúc Em của ngày hôm qua. Khi này anh đang là cái tên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Sau 10 năm, Sơn Tùng MTP trở lại với đêm chung kết Việt Nam Idol cũng là khách mời.